Trấn Thành có động thái mới tỏ ra thái độ khi bị Duy Mạnh mỉa mai, Hoàng Thùy Linh cũng vào cuộc. Vừa qua, lễ trao giải cống hiến 2023 đã chính thức được diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ trao giải chứng kiến sự thăng hoa của Hoàng Thùy Linh khi đã xuất sắc chiến thắng tất ba hạng mục quan trọng bao gồm MV của năm, album của năm và nữ ca sĩ của năm. Nhận lấy giải thưởng quan trọng từ Hứa Vĩ Văn, Hoàng Thùy Linh đã có chia sẻ đầy xúc động đến khán giả, không ngừng cảm ơn đến đồng nghiệp đã sát cánh bên cạnh mình để có được những thành công như hiện tại. Những giọt nước mắt cũng đã rơi sau bao nhiêu nỗ lực và thu về thành quả xứng đáng. Khoảnh khắc này của Hoàng Thùy Linh đã nhận được nhiều sự yêu thương từ khán giả. Thế nhưng vẫn có một bộ phận dân mạng tranh thủ mỉa mai Trấn Thành vì khoảnh khắc bật khóc nức nở cách đây không lâu. Những ý kiến cho rằng khoảnh khắc này của Hoàng Thùy Linh mới thực sự là hào quang rực rỡ khi nữ ca sĩ đã đạp lên quá khứ đau buồn để tỏa sáng rực rỡ như hiện tại. Trong khi đó, câu chuyện Trấn Thành bật khóc trên thảm đỏ sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành đề tài được bàn tán rôm rã trên mạng xã hội. Bên cạnh việc lại nước mắt ngắn dài thì chia sẻ của nam MC về sức nặng của Hậu Quang đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng anh đang làm lố vì khi làm nghệ sĩ, Trấn Thành đã được hưởng rất nhiều đặc quyền hơn người bình thường và những người không hoạt động nghệ thuật. Nhờ vào việc này mà anh cũng có thể sở hữu cuộc sống sung sướng khiến nhiều người mơ ước. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ lớn trong V-Biz cũng không thể im lặng về sự việc. Trong bài viết mới đây, dân tình nhắc hẳn tên Trấn Thành vào status của Duy Mạnh Mách Liễu. Trấn Thành đang chửi điệu anh này, Duy Mạnh liền đáp trả. Gọi cá sấu vào đây, dọa tao hả? Một tài khoản khác để lại bình luận. Câu kết vẫn là bớt gào, mồm ăn vạ đúng kiểu Hậu Quang khó nuốt lắm quý vị ạ. Đang nuốt mà bị người khác móc ra nên không nuốt nổi, đúng không anh Mạnh? Thợ hát Duy Mạnh tiếp tục đưa ra quan điểm, cứ nhai từ từ rồi nuốt, chứ có ai bắt phải nuốt nguyên một cục to đâu mà bảo là khó nuốt hả? Cái gì cũng hơn anh, nhưng tại vì khóc quá nhiều. Thực ra vừa rồi khóc nhiều là vỗ thẳng mặt khán giả. Lúc đầu bảo gọi tôi là Thành Cri, mít riêng tư cũng được, tôi đang enjoy mà. Sau đó tự nhiên gào khóc lên, nên lộ tính cách rất hận và thù khán giả nên bị phản ứng mạnh. Dù bị nhiều người quay lưng chỉ trích nhưng có vẻ điều này không quá ảnh hưởng đến tâm trạng của nam MC nổi tiếng. Mới đây nhất, anh chàng còn khoe khoảnh khắc trải qua những giây phút thoải mái cùng vợ và hội bạn thân. Cụ thể, Trấn Thành cùng mọi người đã ghé thăm một vườn thú đẹp nước tiếng ở Đà Lạt. Tại đây, nam MC và bà xã Hadewon đã có nhiều trò hài hước trêu chọc các loại động vật. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi thích thú trước khoảnh khắc hài hước này. Thế nhưng cũng có không ít anti fan để lại bình luận về chuyện khóc lóc và than đề nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành. Dù vậy, ông xã Hadewon vẫn im lặng không đề cập đến vấn đề này. Trong thời gian này, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành có biểu cảm thiếu tinh tế. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, khi xem Lê Dương Bảo Lâm hoàn thành xong vai diễn, Kiều Anh bắt đầu nhận xét và kể về câu chuyện mẹ mất khi cô đang đứng trên sân khấu. Nữ giám khảo khóc nức nở, nhân vật của Lâm đúng vào Kiều Anh. Thực sự thì ngày mà Kiều Anh được diễn hài cũng là ngày mẹ Anh cấp cứu và chết. Chính lúc đó anh cũng đứng trên sân khấu, cho nên hồi nãy bạn làm là tôi không biết cảm xúc như thế nào. Trong lúc đó, máy quay chỉ về phía Trấn Thành, thay vì tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của Kiều Anh, nam diễn viên có biểu cảm nhếch mày, đề môi khi đàn chị nói. Mặc dù chưa hiểu rõ anh đang thể hiện thái độ đó với vấn đề gì, nhưng ngay trong hoàn cảnh đấy, Trấn Thành nhận về luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.